Malio cái một lứa nghe anh em. Bé này đang tình trạng thai lông ha, u nù rồi ha, sắp lên giống rồi. Cái này nếu mà trễ lắm thì tầm tháng sau lên giống. Nhưng thai lông không gầy. Anh em liên hệ mình qua số điện thoại ha. Mình quay chi tiết cho anh em xem nha.